Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Văn hóa toàn cảnh. Thưa quý vị, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội vừa diễn ra cuộc gặp gỡ thân mật nhân dịp ra mắt bản dịch tập thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Albania của tác giả Jack Marinai. Jack Marinai là tiến sĩ triết học và một nhà thơ gốc Albany, nhưng hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ. Ông là một trong những đại biểu quốc tế tham dự hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 3 năm 2015 vừa qua. Trong những ngày ngắn ngủi tại Hà Nội, Jack Marinai đã cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà nhân dân và giới nghệ sĩ Việt Nam dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, ông quyết định sẽ dịch tập thơ Nhật ký trong tù sang tiếng mẹ đẻ của mình. Tại buổi gặp gỡ, nhà thơ gốc Albany bày tỏ hy vọng sẽ trở thành một cầu nối đưa văn học và văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng người nói tiếng Albany trên khắp thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại với người dân Việt Nam, mà còn là một nhà văn hóa, một vĩ nhân của thế giới, có đóng góp quan trọng với phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ 20. Tôi cảm nhận được qua những câu thơ của người, một tâm hồn cao đẹp, yêu chuộng hòa bình. Tôi hy vọng những bài thơ này sẽ truyền tải tiếng nói đoàn kết, mưu cầu hòa bình, cùng xây dựng phát triển đất nước đến cộng đồng người nói tiếng Albany trên toàn thế giới. Trong vòng 6 tháng, Jack Marinai đã hoàn thành bản dịch trọn vẹn 133 bài thơ trong tập Nhật ký trong tù. Ông cho biết cái khó không chỉ ở vấn đề ngôn ngữ, mà là làm sao để truyền tải được tâm hồn, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi dịch từ văn bản chữ Hán, tôi trang nghĩa của từng từ một và ghi ra thành một hàng dọc. Sau đó cân nhắc, suy ngẫm để kết hợp lại nghĩa của các từ đó khi chuyển sang tiếng Albany như thế nào là hợp lý. Rất vất vả, nhưng thật ra dịch một bài thơ không phải chỉ là dịch câu chữ, mà còn là truyền tải một tâm hồn, một tư tưởng. Ở đây lại là một nhân cách lớn đáng kính, công việc khó hơn gấp nhiều lần. Tập thơ Nhật ký trong tù tiếng Albany được in lần đầu 5.000 bản và phát hành tại các quốc gia có cộng đồng người nói tiếng Albany như Serbia, Hy Lạp, Montenegro. Tiến sĩ triết học, nhà thơ Jack Marinai cũng cho biết đang dự định dịch trọn vẹn tập Nhật ký trong tù sang tiếng Anh trong thời gian tới.